Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe podcast Thanh Niên, chương trình nghe nhanh 6 giờ, Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023. Yến Thi và Phước Nhân rất vui khi sẽ là người đồng hành cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự trong nước và chuyển động quốc tế trong chương trình sáng nay. Thay mặt ekip thực hiện, Phước Nhân và Yến Thi mến chúc quý vị ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Rất mong quý vị sẽ đồng hành với chương trình trong những phút sắp tới. Sau đây là nội dung chính của nghe nhanh 6 giờ. Chi tiết bất ngờ trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hàng loạt ô tô đậu trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội bị sịt sơn. Sự thật ngôi nhà siêu mỏng, ba mặt tiền giá 1 tỷ đồng 1 mét vuông tại Hà Nội. Một góc nhìn sáng nay sẽ là những ý kiến về vấn đề có nên xách dùng hành lý của người không quen biết ở sân bay hay không. Chuyên mục chuyển động toàn cầu đáng chú ý với thông tin Nga lên án lệnh bắt Tổng thống Putin do tòa quốc tế ban hành. Cùng với đó là tin tức thời sự, thông tin giải trí và dự báo thời tiết đáng quan tâm. Không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết của điểm tin trong nước. Thưa quý vị, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả giám định bên trong vali của nhóm tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines bị bắt quả tang xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Tang vật gồm 8,4 kg thuốc lắc và 3,08 kg ma túy dạng bột. Cụ thể, kết quả kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên như sau. Trong 3 vali của một nữ tiếp viên 30 tuổi, có một vali chứa 43 tuýp kem đánh răng. Cắt những tuýp kem này ra, lực lượng chức năng phát hiện 2,18 kg viên nén màu xám dạng viên nén như thuốc lắc, ma túy và 1 kg chất bột màu trắng. Kết quả thử nhanh tại chỗ, cả hai mẫu đều có phản ứng dương tính với chất cocaine và ketamine. Tổng cộng lượng ma túy, thuốc lắc mà tiếp viên này mang là 3,18 kg. Hành lý của tiếp viên nữ thứ hai, cũng 30 tuổi, có 3 vali. Kỳ hành lý ký gửi có 0,78 kg viên nén xám dạng thuốc lắc, cùng chứa trong các túi kèm đánh răng. Hành lý của tiếp viên thứ ba, 37 tuổi, là tiếp viên trưởng của đoàn, gồm 3 vali. Trong vali ký gửi có 43 túi kèm đánh răng. Trong đó có 31 túi kem chứa 2,18 kg viên nén xám, 12 hộp kem chứa 1 kg bột trắng. Tổng lượng ma túy và thuốc lắc mà tiếp viên này mang là 3,18 kg. Cuối cùng là hành lý của tiếp viên 27 tuổi. Kiện hàng ký gửi có 2,02 kg viên nén màu xám dạng thuốc lắc và 2 kg bột trắng dương tính với chất cocaine. Tổng trọng lượng thuốc lắc và ma túy của tiếp viên này mang là 4,02 kg. Đây là nữ tiếp viên trẻ nhất, mang theo số lượng ma túy nhiều nhất. Đáng chú ý, nữ tiếp viên này chỉ mới bay hơn một năm. Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, việc phát hiện, phá án dạng này không phải là tình cờ. Căn cứ loạt thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, loạt dấu hiệu nghi vấn, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ đạo phá án. Hiện việc điều tra đang được mở rộng để tìm đường dây đối tượng cầm đầu. Buổi sáng hôm qua, 18 tháng 3, có lẽ không dễ chịu lắm với những người dân đậu xe trong khu đô thị cao cấp Goldmark City ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bởi khi ra lấy xe, nhiều người phát hiện xe của mình bị xịt sơn đỏ nhem nhuốc quanh vỏ ngoài mà không rõ nguyên nhân. Công an phường Phú Diễn cho biết đang xác minh làm rõ vụ việc. Thông tin từ người dân cho hay, kẻ gian xịt sơn hàng loạt phương tiện đậu thành hàng gần nhau. Những chiếc ô tô bị xịt sơn ở khu vực lắp biển số phía sau, khu vực cửa, và nhiều chiếc bị xịt xung quanh thân xe. Thậm chí có xe che bạc còn bị rạch bạc ra để xịt sơn. Người dân sống trong khu đô thị cho biết, cư dân tại đây thường xe gửi xe dưới hầm. Còn những chiếc xe bị xịt sơn có thể của người bên ngoài vào đậu dọc đường trong khuôn viên. Kẻ gian đã lợi dụng trời tối để phá hoại. Có khoảng 10 ô tô bị xịt sơn nhem nhuốc. Một chủ xe cho biết, để xử lý một ve sơn tốn khá nhiều tiền. Trường hợp phải sơn lại toàn bộ xe có thể mất khoảng 15 triệu đồng. Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tìm thấy ô tô bán tải và thi thể ông Trần Ngọc Tuấn, 47 tuổi, ở thành phố Quảng Ngãi, sau hơn 3 tháng bị mất tích. Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng hôm qua ngày 18 tháng 3, trong lúc đánh bắt cá, người dân ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện một chiếc ô tô bị chìm dưới sông Trà Khúc, cách cầu tràn Thạch Nham khoảng 100 mét về phía đông. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Lực lượng chức năng trục vớt được ô tô lên bờ, bên trong còn có thi thể người đàn ông. Sau đó, tiến hành các thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, cách đây khoảng 3 tháng, vào trưa ngày 3 tháng 12 năm ngoái, ông Trần Ngọc Tuấn ăn dỗ ở nhà người thân tại thôn 1, xã Nghĩa Lâm. 17 giờ chiều, vợ ông Tuấn
là bà Nguyễn Thị Giỏi gặp chồng trong tình trạng say xỉn, nhưng lúc này ông Tuấn chưa chịu về nhà. Hơn một giờ sau, bà Giỏi được gọi điện báo là ông Tuấn đang lái xe về nhà. Tuy nhiên, bà chờ mãi không thấy chồng về nên trình báo cơ quan chức năng. Trích xuất camera tại cầu tràng Thạch Nham, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan chức năng ghi nhận lúc 18 giờ 47 phút ngày 3 tháng 12, chiếc ô tô bán tải chạy hướng về cầu tràng Thạch Nham. Thời điểm đó, sông Trà Khúc đã có lũ tràn qua cầu. Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng ông Tuấn bị nước lũ cuốn trôi nên tổ chức tìm kiếm nhưng không phát hiện nạn nhân cùng phương tiện. Đến ngày 15 tháng 12, công tác tìm kiếm tạm dừng và đến nay mới tìm thấy ô tô cùng thi thể nạn nhân. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin về một ngôi nhà siêu mỏng, ba mặt tiền tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có trị giá là 1 tỷ đồng một mét vuông. Bài viết được chia sẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Đa số bình luận cho rằng ở thủ đô hiếm có ngôi nhà nào có giá như vậy. Theo tìm hiểu, thì ngôi nhà siêu mỏng này hình tam giác, có 2 tầng, lợp mái tôn, nằm trên trục đường đang xây dựng của dự án đường nối khu đô thị Đồng Tàu – Tam Trinh tại phường Thịnh Liệt. Tổng diện tích của ngôi nhà khoảng 15m². Theo người dân địa phương, diện tích ngôi nhà này trước đây khá rộng và có người sinh sống. Cuối năm ngoái, trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở đường nối, chủ căn nhà đã giao nộp phần diện tích đất cho dự án. Công trình siêu mỏng là phần đất còn sót lại của gia đình nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Trước đây từng có người đến mua miếng đất này nhưng chủ nhà đòi bán với giá hơn 1 tỷ đồng nên họ không mua và không có chuyện 1 mét vuông đất có giá 1 tỷ đồng. Liên quan đến sự việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt, bà Lê Thị Thanh Ngà thừa nhận ngôi nhà ban đầu có diện tích hơn 47m², nhưng khi giải tỏa mặt bằng chỉ còn lại 17m², trong đó diện tích ngôi nhà hiện tại khoảng 15m² và 2m² ở bên ngoài. Gia đình chủ căn nhà này có hoàn cảnh rất khó khăn. Dù diện tích đất bị thu hồi là 30m², nhưng chỉ được đền bù hơn 500 triệu đồng. Vì tổng diện tích được đền bù đa số là đất nông nghiệp, chỉ có hơn 10m² đất ở. Chính quyền đang giúp đỡ gia đình hợp khối với nhà bên cạnh. Khi đã hợp khối thì hai nhà sẽ cùng màu sơn, gia tăng thêm kết cấu để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Thưa quý vị, những ngày qua, chuyện 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt quả tang xách tay ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam khiến dân mạng không ngừng bàn luận. Trong lời khai của các tiếp viên thì có một chi tiết khiến dân mạng tranh luận, đó là các tiếp viên được nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và được trả công hơn 10 triệu đồng. Thế thì liệu có nên xách giúp đồ của người khác ở sân bay hay không? Đây sẽ là vấn đề trong một góc nhìn sáng nay. Nhiều người chia sẻ rằng không nên xách đồ giùm bất kỳ ai tại sân bay, vì đôi khi bản thân có thể rơi vào tình cảnh giúp người là có thể tự hại mình. Chị Thị Bảo Thanh ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, cũng thường được người thân, bạn bè đi cùng chuyến bay xách đồ hộ. Tuy nhiên trong trường hợp là người ngoài thì cần phải cân nhắc. Bình thường khi ra sân bay thì mình cũng ít được người khác nhờ xách đồ hộ. Nếu có thì sẽ là những bạn bè hoặc là người thân đi cùng với mình trong chuyến bay đó. Mà nếu như người thân hay bạn bè nhờ xách thì mình chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ rồi. Còn nếu như đặt trường hợp là người ngoài đến, một người xa lạ đến nhờ mình xách đồ hộ thì chắc chắn là mình sẽ phải dè chừng đôi chút. Mình sẽ xem xét xem là cái hoàn cảnh gì mà tự nhiên người đó lại nhờ mình xách đồ hộ, và cái túi đồ mà người đó đưa cho mình là như thế nào, là có gì trong đó. Nếu mà trong trường hợp mà phải đưa ra sự lựa chọn lúc đó, xử lý lúc đó thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn là không xách đồ hộ người đó, bởi vì là ở trong sân bay thì nó rất là đông đúc và hỗn tạp, có rất là nhiều người, mình cũng không biết là người khác có ý đồ xấu với mình hay là có chuyện gì muốn tấn công mình hay không, chẳng hạn như vậy. Tương tự, anh Đồng Minh Quang, người thường xuyên đi công tác bằng máy bay cũng cho rằng nếu là người lạ nhờ xách đồ hộ, anh sẽ từ chối. Vậy thì trong trường hợp mà nếu mà người khác nhờ thì mình sẽ đồng ý hay là không đồng ý, thì câu trả lời của mình thì là sẽ là không đồng ý. Tại vì á, mình cần phải biết rõ là hàng hóa mình nhận đó là gì, mà đặc biệt là một người lạ, thì cái cách xử lý cơ bản của mình là mình cần phải biết được rằng là món hàng đó là gì, rồi đặc biệt là đường vận chuyển bằng đường hàng không hay là dù là vận chuyển trên con đường nào khác thì mình cũng phải lưu ý cái điểm này. Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy tắc của ngành hàng không là hành lý đi theo người, người đi đúng giấy tờ. Khi đi qua khu vực làm thủ tục an ninh, soi chiếu hành lý, hành khách tuyệt đối không mang hộ đồ của người khác, thậm chí hành lý soi chiếu của mỗi cá nhân cần tách rời, không được cho người lạ để vào khay đồ của mình.
Đại diện của một hãng hàng không khuyến cáo khi ra sân bay tại nơi ngồi chờ có thể bắt gặp những người đi cùng chuyến bay nhờ trông hộ hành lý hoặc là cầm hộ hành lý với các lý do như là quên ký gửi hành lý quá cân hay đi đăng ký để ký gửi hành lý, vệ sinh. Trong trường hợp này thì quý vị nên từ chối bởi không biết trong hành lý đó liệu là đồ đạc bình thường hay là những vật chất cấm. Đặc biệt là đã từng có rất nhiều trường hợp người trong giữ hộ hành lý cho người khác phải bị phạt tù hoặc là bị phạt tiền. Một số thủ đoạn được ngụy trang khá là tinh vi mà chúng ta không thể ngờ đến như là kẻ xấu giấu hàng cấm trong thân một chai nước suối và nhờ chúng ta cầm hộ khi lên máy bay sẽ lấy lại. Ngụy trang hàng cấm vào túi trái cây hoặc là gói đồ ăn nhanh. Vì vậy, lời khuyên được đưa ra là tuyệt đối không mang hộ ai bất cứ vật gì khi đi máy bay. Chuyên mục lướt mạng hôm nay cũng là một chuyện liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không đang gây xôn xao dư luận. Hôm qua, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh kèm thông tin khẳng định cô gái trong những bức hình chính là một trong 4 tiếp viên hàng không mang ma túy thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Tuy nhiên, khi phóng viên báo Thanh Niên liên hệ với chính chủ, người này khẳng định bản thân không liên quan vụ việc, càng không phải là tiếp viên hàng không mà dân mạng nhắc đến. Chủ nhân của những bức ảnh được chia sẻ rầm rộ tên là Nguyễn Bảo Châu, 26 tuổi, sống ở thành phố Hà Nội. Cô cho biết đây là những hình ảnh cá nhân trong trang phục nhân viên hàng không và trong những chuyến du lịch trước đây. Khi biết hình ảnh cá nhân bị đăng tải lên mạng xã hội với mục đích câu view, cô không quan tâm vì đây không phải là lần đầu gặp trường hợp như vậy. Tuy nhiên, việc khẳng định cô chính là một trong 4 tiếp viên hàng không đã khiến người thân, bạn bè lo lắng và liên tục hỏi thăm. Và cô cũng cho biết những hình ảnh này được cô chụp từ năm 2020. Hiện thì Bảo Châu đang đi du lịch cùng với gia đình. Đến với điểm tin giải trí thưa quý vị. Vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Jimin, thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS, phát hành trước ca khúc Set Me Free phần 2. Đây là bài hát mở đường cho album solo đầu tay sắp tới của anh, Mountain Face. Theo thống kê của Sunpi, chỉ trong 10 giờ sau khi ra mắt, bài hát đã leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Song ở 110 quốc gia. Thành tích này giúp cho Set Me Free phần 2 trở thành bài hát đạt được vị trí này nhanh nhất trên iTunes. Bên cạnh đó, video âm nhạc cho Set Me Free phần 2 cũng đang đạt được xem khủng với tốc độ ấn tượng. Chỉ trong vòng 17 giờ kể từ khi phát hành, video đã vượt qua 15 triệu lượt xem trên YouTube. Album solo đầu tay của Jimin sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 3 tới. Đây là dự án được anh chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài và được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ. Jimin sinh năm 1995, chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2013 trong nhóm nhạc BTS. Trong quá trình hoạt động, Jimin được biết đến với giọng hát cao vút, khả năng nhảy điêu luyện và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc. Tiếp theo là chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích việc Tòa hình sự quốc tế ICC ra trát bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Nga cũng như một số quốc gia khác không công nhận thẩm quyền của tòa án này và theo đó, bất kỳ quyết định nào như thế này đều vô hiệu đối với Nga về mặt pháp lý. Trong lệnh bắt giữ được công bố hôm 17 tháng 3, ICC cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh vì trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Động thái của ICC sẽ buộc 123 quốc gia thành viên của tòa phải bắt giữ ông Putin nếu ông đặt chân lên lãnh thổ của họ và chuyển nhà lãnh đạo tới Đền Hòa, Hà Lan để xét xử. Tòa án hình sự quốc tế được thành lập theo quy chế Rome năm 1998, có trụ sở tại Đền Hòa. Tòa này có 123 quốc gia thành viên và không nằm dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc. Cả Nga, Ukraine cũng như Mỹ và Trung Quốc đều không phải là thành viên của tòa. Theo sau China Morning Post đưa tin, hoạt động tập trận của quân đội Trung Quốc với các bên vốn bị cắt giảm đáng kể trong đại dịch đã khôi phục nhanh chóng sau khi nước này dỡ bỏ chính sách không có ca nhiễm COVID-19. Dự định Trung Quốc sẽ tập trận Rồng Vàng 2023 tại Campuchia từ ngày 20 tháng 3. Cụ thể, tàu đổ bộ Type 071 đã khởi hành từ tỉnh Quảng Đông, chở theo các binh sĩ Trung Quốc đến Campuchia tập trận. Campuchia sẽ huy động 3.000 binh sĩ, còn chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc sẽ điều 200 binh sĩ. Phía Trung Quốc cũng sẽ gửi đến hơn 300 xe quân sự và các thiết bị khác.
Cuộc tập trận tại Campuchia diễn ra sau cuộc tập trận hải quân ba bên giữa Trung Quốc với Iran và Nga đang diễn ra tại Vịnh Oman đến hết ngày 19 tháng 3. Trong vài tuần qua, Trung Quốc còn cùng Nga và Nam Phi tập trận hải quân chung tại vùng biển ngoài khơi Nam Phi vào cuối tháng 2. Chưa hết, Trung Quốc còn tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng 2023 ở Thái Lan từ ngày 27 tháng 2 cho đến ngày 10 tháng 3. Tiếp theo như thường lệ là phần dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng vùng núi buổi chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 cho đến 30 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Thưa quý vị, đến đây, thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên cũng đã hết. Thay mặt ekip Yến Thi và Phước Nhân, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng mỗi ngày trên một podcast tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới thật nhiều năng lượng, sức khỏe và bình an.